Trong video này chúng ta hãy cùng xem trước add-in mà chúng ta sẽ xây dựng trong nó như thế nào nhé. Chúng ta sẽ xây dựng một add-in thực hiện việc select tất cả các đối tượng đang hiển thị trong khung nhìn hiện tại, tức là trong cái Active View. Ví dụ đây là toàn bộ các lớp dữ liệu đang hiển thị trong Active View ha. Bây giờ ta sẽ chạy in này. Và bạn sẽ thấy là kết quả tất cả các đối tượng đều được lựa chọn. Bây giờ mình bỏ chọn và làm lại nha. Lần này mình sẽ tắt bớt một số lớp. Bây giờ ta chạy lại add-in này. Như bạn thấy, tất cả các đối tượng đang hiển thị sẽ được chọn. Trong bảng thuộc tính cũng sẽ hiển thị trạng thái đang được chọn. Đối với các lớp đã tắt thì các đối tượng không được chọn. Các bạn sẽ thấy rõ điều này khi mình mở lớp đó lên lại và chạy lại add-in một lần nữa. Thì bạn thấy đó, các đối tượng mới đã hiển thị thì đã được chọn rồi. Và một điều đặc biệt đó là chỉ các đối tượng mà đang hiển thị trong cái khung nhìn Active View thì nó mới được chọn thôi. Ok, để mình làm lại nha. Ví dụ mình sẽ zoom lớn cái khu vực này thôi nha. Bây giờ mình sẽ chạy in để chỉ chọn các đối tượng trong khu vực này thôi. Đấy, thì các bạn thấy đó, chỉ các đối tượng ở khu vực đang hiển thị trong Active View thì mới được chọn thôi. Ok, trong video theo chúng ta hãy xem làm điều này như thế nào nhé. Hẹn gặp bạn trong video theo. Bye bye.